Rồi, ngay sau đây sẽ là nội dung bên trong của điện thoại bạn Hồng Sơn. Trời ơi, màn hình ngoài kìa. Quá cool. Thần thái ha, đẹp trai quá. Ai nghĩ bên ngoài sợ mèo đâu. Wow, mỗi buổi sáng thức dậy, nếu như không có báo thức, bạn ấn vào ứng dụng nào đầu tiên? Thường thì em sẽ lướt Instagram trước. Dạ vâng, xin mời. Rồi, bạn cho mời xem Instagram của bạn nào. Em thường follow mấy cái về thời trang hoặc là mấy idol em thích hoặc là bạn. Em hay chụp lại mấy cái này này để học tạo dáng theo. Đúng rồi, em học tập. Với lại phong cách mặc đồ của người ta, em thích style Hàn Quốc á, nên em follow rất là nhiều. Cuộc gọi gần đây đi. Dạ. Bạn sẽ liên lạc với ai nhiều nhất? Dạ. Mẹ nhiều tim quá chừng luôn. Dạ. Bạn rất yêu mẹ đúng không nào? Dạ đúng rồi. Thực ra thì giờ em rất muốn là có thể đưa mẹ đi du lịch nước ngoài. Em đang cố. Bạn đã đưa mẹ bạn đi đâu chưa? Dạ chưa, và mẹ đưa đi. Dạ hả? Từ nhỏ tới giờ. Nên giờ em muốn làm gì đó để đưa mẹ đi. Nhưng mà vậy thì không biết hai mẹ con mình có thân với nhau không ta? Em thường xuyên nói chuyện với mẹ hơn là ba. Ba thì chỉ có một chút xíu thôi. Hoặc là ba sẽ nghe chuyện từ mẹ. Mẹ bạn là người như thế nào? Dạ, mẹ em thì khá là hiền. Nấu ăn thì rất là ngon. Nhưng mà mẹ em thì khá là thấp, chỉ có tới vai của em thôi. Người nhỏ bé nhưng mà mẹ em thì nuôi được cả ba anh em em. Em biết là mẹ từ nhỏ tới giờ rất cực nên em rất thương mẹ. Mong muốn của mẹ mong bạn tìm một người bạn gái ra sao? Dạ, mẹ em thì chỉ nói là xuống đây á, ổn định được công việc xong rồi yêu ai thì yêu cũng được, còn mẹ thì cứ thoải mái thôi. Còn phụ thuộc vào em nhiều hơn. Bao giờ bạn gác một người bạn gái nào về nhà chưa? Dạ chưa. Hy vọng lần này sẽ có dịp các bạn gái về nhà ra mắt mẹ ha. Dạ em cũng hy vọng. Cảm ơn bạn Hồng Sơn. Dạ. Như vậy là chúng ta đã khám phá thêm nhiều thông tin thú vị trong điện thoại của Hồng Sơn và Minh Tướng. Nhưng mà với tâm lý của bạn Bảo Bảo ngồi kia cũng đang rất là tò mò, thắc mắc. Chúng tôi sẽ dành cho bạn Bảo Bảo ít phút để theo dõi cả hai chiếc điện thoại của hai chàng trai này. Xin mời Bảo Bảo. Và thời gian để cho bạn Bảo Bảo tham khảo hai điện thoại của Minh Tướng và Hồng Sơn đã kết thúc. Ngay sau đây, chờ đón xem phút giây quyết định cuối cùng như thế nào. Quý vị hãy giải lao trong ít phút nhé. Là giây phút hồi hộp nhất, chỉ một cuộc gọi duy nhất nhưng không biết sẽ dành cho bạn Minh Tướng hay bạn Hồng Sơn đây. Xin mời mọi người. Wow. Như một nàng búp bê luôn á, chỉ một cuộc gọi đến với một chàng mà thôi. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người một lần đếm duy nhất trong ngày hôm nay thôi. 5 4 3 2 1. Xin mời. Và tần số tình yêu đến từ Bảo Bảo đã thuộc về hai bạn nam, là có muốn là người luôn bên cạnh em để giữ điện thoại cho em để không dễ vỡ, để em không còn xa áp lưng không ạ? Em là người miền Tây, em rất là thích ăn canh chua và bạn đó nấu rất ngon. Nhưng mà bạn đấy cũng nói là thích nấu được canh khổ qua và nấu được bữa cơm gia đình. Không chàng nào hết. Bảo Bảo. Vậy là Bảo Bảo đã quyết định mình sẽ không bắt trúng một tần số tình yêu nào cả từ hai chàng trai. Bảo Bảo ơi, bạn có thể nào nói lý do không? Qua quá trình tìm hiểu thì em cảm thấy là tần số của em và người ấy hơi xa quá nên là không thể nào bắt chúng được, nên là em sẽ quyết định không gọi với ai cả. Ủa nhưng mà khi nãy nghe bạn nói là bạn mong muốn nấu món canh chua cho cả hai chàng ăn cơ mà. Có thể là người bạn với nhau em vẫn nấu được một nồi canh chua cho cả hai cùng ăn ạ. Ồ quá là hối tiếc. Không biết cảm giác của hai chàng trai như thế nào ta? Cảm giác nó sẽ được nhân đôi lên khi Bảo Bảo sẽ tiến về trung tâm của hai chàng trai. Xin mời Bảo Bảo. Rồi hai chàng trai, khoảnh khắc này có thể nhìn được nhan sắc thật sự của Bảo Bảo. Có ai nói lên lời không ạ? Thì mình nói trước nha. Lúc tìm hiểu hai vòng vừa rồi thì thấy cũng có sạc điện qua tần số xíu. Nhưng mà đến vòng cuối thì bạn nữ nói là không trúng miếng nào thì có thể sau chương trình này mình có thể làm bạn.
khá là tiếc. Tại vì em cũng khá thấy cái tính cách của bạn khá là thú vị, nên là em muốn tìm hiểu sâu hơn, nhưng mà bạn lại không cùng tần số với em rồi. Em rất là cảm ơn hai anh đã có ấn tượng với em. Em có muốn một ca khúc muốn dành tặng cho hai anh. Wow. Người ta mà còn hát bài nhớ lắm nha anh là chết. Không có tín hiệu của tần số tình yêu, nhưng mà có tín hiệu của tần số tình bạn rồi. Có những phút giây mình vui vẻ với nhau như vậy cũng là đáng quý rồi. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình tần số tình yêu được thực hiện bởi đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.